chữa bệnh viêm khớp từ các thảo dược thiên nhiên. Bệnh viêm khớp là một dạng bệnh lý viêm mạn tính, có tính tự miễn với dấu hiệu xuất hiện trên người bệnh như đau nhức, sưng, nóng đỏ, đôi khi còn bị cứng khớp, khó cử động. Bệnh phát sinh bởi sự tổn thương khớp ở một số bộ phận như màng hoạt dịch, đĩa đệm, sụn khớp, xương dưới sụn, đầu xương, gân cơ do những nguyên nhân khác nhau gây nên. Có rất nhiều bài thuốc dân gian chữa bệnh viêm khớp từ nguồn nguyên liệu quen thuộc như cà tím, đu đủ được nhiều người bệnh áp dụng rất hiệu quả. Đây là phương pháp an toàn, ít tác dụng phụ và tiết kiệm chi phí. Sau đây là những bài thuốc dân gian từ thảo dược thiên nhiên mang lại hiệu quả trong chữa bệnh, mời các bạn tham khảo. Bài thuốc từ lá lốt. Bạn cần chuẩn bị 5-10 g lá lốt phơi khô và 2 bát nước. Dùng lá lốt đã chuẩn bị đem sắc với 2 bát nước còn 1/2 bát uống trong ngày. Uống khi thuốc còn ấm và sau bữa ăn tối. Mỗi liệu trình điều trị 10 ngày sẽ giảm các triệu chứng sưng đau một cách rõ rệt. Ngoài ra, có thể dùng lá lốt theo bài thuốc sau. Dùng lá lốt và rễ các cây bưởi bung, vòi voi, cỏ xước, mỗi vị 30 g. Tất cả đều dùng tươi thái mỏng, xào vàng, sắc với 600 ml nước, còn 200 ml chia 3 lần uống trong ngày, uống liên tục trong 7 ngày sẽ thấy hiệu quả. Bài thuốc từ ngải cứu và rượu trắng. Bạn cần chuẩn bị 100 g lá ngải cứu và 2 chén rượu trắng, thực hiện bằng cách lấy lá ngải cứu trắng rửa sạch để ráo nước, cho ngải cứu cùng với rượu trắng vào chảo và xào nóng lên, sau đó đắp hỗn hợp lên vùng bị sưng rồi buộc lại bằng vải cho đến khi hết hơi ấm thì tháo ra. Bài thuốc từ cây trinh nữ. Rễ trinh nữ đã được nghiên cứu có hoạt chất crinamidin, thành phần chống viêm tự nhiên hiệu quả với người mắc bệnh xương khớp như viêm đa khớp. Cần rửa sạch 100 g rễ trinh nữ và thái mỏng và xào vàng, hạ thổ, sắc với 600 ml cho đến khi còn 300 ml chia làm 2 lần uống trong ngày, nên sử dụng trong vòng 1 tháng để thấy tác dụng. Bài thuốc dân gian từ cây chìa vôi. Theo đông y, cây chìa vôi có vị ngọt đắng, tính mát, có công dụng sát trùng, giải độc, trừ tê thấp, được dùng trong chữa viêm đa khớp dạng thấp. Cần kết hợp 20 g dây chìa vôi, 15 g lá lốt, 15 g dây đao xương, xào vàng, hạ thổ nguyên liệu trên rồi sắc với lượng nước vừa đủ, đến khi cạn còn một nửa thì tắt bếp, ngày uống 2 lần, mỗi lần một thang. Bài thuốc từ muối, gừng. Cả muối và gừng đều có tác dụng trị viêm, giảm đau sưng và hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết tại các chi. Dấu hiệu sưng đau tại các khớp nguyên nhân một phần do máu không đưa chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng sụn khớp, dẫn đến tình trạng sụn khớp thiếu chất và dần hư tổn. Cần chuẩn bị 2 thìa muối hạt, 1 củ gừng còn nguyên vỏ, đun sôi 2 lít nước cho tới khoảng 60 độ, sau đó bỏ muối và gừng đã đập dập, đun thêm từ 1 đến 2 phút rồi lấy nước này ngâm chân hoặc tay và các vị trí bị đau từ 15 đến 30 phút để khí huyết lưu thông. Bài thuốc từ đu đủ, mễ nhân. Cần chuẩn bị 1 nửa quả đu đủ xanh, 30 g mễ nhân sống, 2 bát nước, đem đu đủ gọt vỏ rửa sạch, thái miếng nhỏ rồi cho vào nồi. Đổ thêm nước và mễ nhân vào nồi, vặn nhỏ lửa nấu cho tới khi mễ nhân chín mềm thì bỏ thêm một ít đường trắng và ăn khi còn ấm. Dùng một thời gian dài để đẩy lùi chứng đau nhức xương khớp. Lưu ý! Các bài thuốc dân gian chữa bệnh viêm khớp khá lành tính, an toàn và rất ít khi có tác dụng phụ. Tuy nhiên, người bệnh cũng cần lưu ý một số vấn đề khi sử dụng để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất, cụ thể như sau. Người bệnh cần kiên trì thực hiện hết bài thuốc, tuyệt đối không nên bỏ dở giữa chừng sẽ không đạt hiệu quả điều trị. Nên thực hiện chế độ ăn uống khoa học, trong đó tăng cường việc bổ sung các món ăn có chứa nhiều canxi, omega 3. Hạn chế các thực phẩm có chứa nhiều chất gây viêm như thịt bò hay bánh ngọt. Người bệnh cũng không nên sử dụng đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn cay nóng. Luyện tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày để nâng cao sức đề kháng và giúp xương khớp được linh hoạt hơn. Nghỉ ngơi thường xuyên để tránh xảy ra tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, áp lực khiến bệnh diễn biến trầm trọng hơn.